Xin chào tất cả các bạn, mình là Luna. Là một ngày thứ năm nữa đã đến, chúng ta lại gặp nhau tại Vương quốc đồ chơi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật mới. Đố các bạn, em này là ai? Đoán được chưa? Thì đây chính là một em cứu Oli vô cùng đáng yêu đến từ thương hiệu Spin Master. Mình nghĩ chắc hẳn là có rất là nhiều bạn cũng đã biết về em này rồi, và nhiều bạn chắc chắn cũng đã sở hữu được em này rồi, đúng không nè? Thì dành cho các bạn là chưa biết về em cứu Oli này thì mình sẽ nói sơ qua một chút nhé. Em này đến từ hãng Spin Master. Đây là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, dạng thú cưng tương tác, và Spin Master cũng là thương hiệu của trứng rồng Dragamon. À, nhắc mới nhớ, mình đã mở được rồng siêu hiếm. Bạn nào chưa xem thì nhớ quay lại và xem nha. Còn có Hatchimal nè và nhiều dòng đồ chơi nổi tiếng khác nữa. Thôi không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp thôi. Ok, let's go. Ok, và đầu tiên mình sẽ đi một vòng bên ngoài hộp của em cứu này nha. Chúng ta sẽ thấy đây là một số tương tác cơ bản nè. Đây, thì đây là cho ăn này ha. Đó, các bạn có thể thấy không? Thức ăn và em cứu này. Rồi đây là mắt đổi màu tùy theo cảm xúc hay tâm trạng của bé cứu này. Đây, mắt có nhiều màu sắc như hình cầu vồng vậy đó. Và đây chính là những tương tác của mình với em ấy, như là vuốt ve chẳng hạn. Ngoài ra em cứu Oli này còn có thể hát và nhảy nữa. Đây, những cái nốt nhạc nè, đó. Và đặc biệt, điều đặc biệt quan trọng nhất vẫn là chức năng bay của em nó. Đây, các bạn thấy không? Ok, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Và tiếp tục là thời khắc hết sức quan trọng. Mình sẽ bắt đầu mở hộp đây. Và trong hộp của mình thì sẽ có một em cứu, cái tổ. Đây, em cứu đây, một cái tổ. Đây là một quả dâu rừng để cho em cứu ăn nha. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Thì đây chính là một tờ hướng dẫn nhanh. Đây, có thể thấy về mặt sau chính là những màu mắt cũng như là theo từng tâm trạng của em cứu. Mình sẽ xem qua. Màu trắng là như là bình thường, màu vàng là em ấy đang đói, màu xanh thì đang lạnh, màu đỏ là đang buồn nè, vân vân và vân vân. Và đây ở dưới này sẽ là màu cầu vồng là em ấy đã chuẩn bị bay. Nếu các bạn nào đã chơi Hatchimal rồi thì sẽ biết khi em cứu đổ mở mắt thì mình phải hành động tương tác với em nó. Và trong bản hướng dẫn chi tiết này sẽ chỉ dẫn hết những hành động mà mình phải làm khi em cứu này thay đổi màu mắt. Nhưng mà bản hướng dẫn này là tiếng Anh. Nếu các bạn không là tiếng Anh lắm thì mình có một cuốn hướng dẫn bằng tiếng Việt, mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả cho các bạn cùng xem nha. Ở đây thì mình có sẵn một bản hướng dẫn bằng tiếng Việt cho các bạn cùng xem nè. Đây, mình sẽ lật qua cho bạn xem. Đây là cách sạc pin, rất hướng dẫn rất là rõ ràng. Đây, thì mình sẽ xem sơ qua một chút. Lưu ý một chút nhỏ nhỏ là ngoài các hành động tương tác với em cứu Oli này thì mình còn có thể chơi trò chơi với em cứu của mình nữa nha. Lát nữa mình sẽ chơi thử cho các bạn cùng xem. Bây giờ mình sẽ lật qua xem sơ qua thôi. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta. Đi. Mình sẽ để ở giữa cho mọi người cùng xem nha. Đây chính là em cứu Oli của chúng ta. Trông thật đáng yêu đúng không? Thì đây là em cứu màu hồng. À, ngoài ra phiên bản này còn có màu trắng nữa nha. Cảm nhận đầu tiên khi mình được cầm em cứu này đã rất là nhẹ nè, nhìn rất là dễ thương, với cặp mắt to tròn nè, và hai cái cánh để em bay đúng không ta? Cái này là cánh hay là lông nhỉ? Mình cũng không rõ, lúc nữa mình sẽ xem, mình sẽ biết. À, đằng sau này sẽ có một công tắc là nút bật on và off nè, để khởi động em cứu này. Hiện tại đang là off, lát nữa mình chơi mình sẽ phải bật qua phải. Đây, bật qua này. Và bên trên này là một nút khởi động mini game. Nè, lúc nãy mình có nói sơ qua rồi. Và đây chính là loa, đây, để mình nghe được âm thanh phát ra từ em cứu. Đi kèm theo em cứu là một cái tổ màu xanh dùm để đặt em cứu vào để sạc pin. Phía dưới cái tổ sẽ là dây sạc pin, mình sẽ phải tháo dây ra. Đây, dây sạc pin đây. Được cuộn trong cái tổ rất là gọn gàng này đúng không các bạn?
À đây, đây đây. Đây là đầu USB. Chúng ta có thể sạc bằng cách cắm vào cổng này vào máy tính hoặc là cục sạc dự phòng cũng được nha. À khi mà sạc pin á thì mắt của em cú này á sẽ chuyển thành màu đỏ, và khi pin đầy thì mắt sẽ tự động chuyển thành màu xanh. Khi mà mình sạc xong á thì mình nhớ cuốn dây lại gọn gàng nha các bạn. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở em cú Early này lên và bắt đầu chơi với em nó nha. Đây, mình sẽ bật qua phải. Mâm nó đã sáng lên rồi kìa. Xin chào, xin chào. Ta-da. Ủa, em ấy đang lạnh nè bạn, thấy mắt mình màu xanh không? Mình sẽ bắt đầu đặt tay vào đầu để sưởi ấm cho em nó nha. Đó. Đó, mắt. Mắt này màu trắng là như em ấy đã bình thường. Đây. Như máy đang hát đó các bạn ơi. Chúng ta nhìn máy rất là nhẹ luôn á các bạn. Đó. Ôi máy mắt màu vàng là nghĩa là đang đói đó. Mình sẽ cho em ấy ăn một quả mơi, gọi là quả dâu rừng. Đó. Hốt, các bạn có thể được nghe tiếng nhai của em nó không? Rập 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 rập. Đó, em nó rất là nhai nè. Đó, nghe tiếng nhai của em nó không? Trời ơi. À mắt màu xanh là mấy đang bị đầy bụng. Là mắt là đã bình thường nha. Đó. Ok, để coi em ấy sẽ đổi thành màu gì nữa. À, vậy là chế độ bình thường. Còn em ấy đang vui và em ấy đang hát nè các bạn. Đó, màu lông dễ thương ghê luôn hai bên. Đó. Ồ, em ấy mắt màu xanh, khi là đang lạnh mình sẽ đặt tay lên này. Mình sẽ đặt tay lên này. Đó, để truyền hơi ấm cho em nó. Oh. Wow. Đó, mắt nó trở lại bình thường rồi nè các bạn. Ngoài những chức năng tương tác theo màu mắt của em Oli, chúng ta còn có thể làm cho em nó hát. Mình sẽ cầm cho em nó lên và đưa qua đưa lại theo chiều ngang. Đó, cầm nó lên, đưa qua đưa lại theo chiều ngang nha. Ui, em ấy là đói rồi các bạn, đợi mình xíu nha. Cho em nó ăn cái đã. Đói là hát không có nổi. Đó. Nhai không? Nhai drop rớt rớt rớt. Ý trời ơi, màu xanh kìa, để mấy đó vừa xì hơi hay gì các bạn ơi. Đó, giữa lưng. Ngoan 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 ngoan. Rồi, mắt đã phải trở về trạng thái bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ đòi cho em nó hát nha. Đó, mắt chuyển sang màu tím. Đó, chúng ta hát nha. Bài gì vậy ta? Ồ, hát một xíu thôi ta. Chứ em ấy còn nhỏ nên là hát được xíu thôi các bạn. Bây giờ từ từ mình sẽ làm lại thêm lần nữa. Ok. Rồi, mắt là chỉ sang màu tím nè. Rồi, hát đi nha. Ta 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 ta. Hết nơi ơi. Thì nếu chúng ta dốc ngược em Oli này xuống thì em ấy sẽ thấy rất là buồn và mắt sẽ chuyển sang màu đỏ. Ok, mình sẽ làm thử nha. Đó, các bạn thấy không? Mắt chuyển sang màu đỏ rồi nè. Đó, có nghĩa là em ấy rất là buồn. Thôi, mình sẽ bắt đầu lật lại. Mình sẽ bắt đầu lật em này lên và vuốt ve cho em nó nha. Ok, và nếu chúng ta để em nó nằm ngửa ra và mình đưa qua đưa lại thì em nó sẽ bắt đầu hát kiểu hát ru á. Hát xong nó tự ngủ luôn. Để ok, mình sẽ thử nha. Rồi, một tiếng là hát rồi. Để nó hát xong nữa, ok. Thử lại nha. Trời ơi, đói. Thôi rồi, mình xíu nha bạn. Em đói rồi. Ủa, mấy đang ngủ rồi bạn ơi. À, thấy không? Em ấy ngủ là mắt em ấy hết sáng về, mấy đang chìm vào giấc ngủ. Đó. Ok, mà khi mình muốn đánh thức em ấy nó dậy thì mình chỉ cần nhấn vào nút ở phía sau nha. Đây, nhấn vào nút này. Em đấy đã bắt đầu dậy rồi nè.
Ok, bây giờ mình sẽ chơi một mini game với em cú Oli này nha. Chúng ta sẽ nhấn và giữ nút phía sau cho đến khi em Oli phát ra âm thanh tình tinh tinh. Mắt sẽ đổi màu liên tục. Đó, bây giờ mình sẽ làm thử nha. Nhấn mạnh vào nút này. Đó, tinh 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 rồi. Mắt sẽ đổi màu liên tục nha. Đây. Đó. Đó, bạn thấy mắt đổi màu liên tục không? Mình sẽ nhớ vào mắt đầu tiên của em nó, sau đó em cố sẽ hát và đổi màu mắt liên tục. Khi chúng ta thấy mắt mà đổi màu vào đúng cái màu lần đầu thì mình sẽ chạm tay vào trán. Ok, giờ màu xanh nha, mình sẽ làm thử nha. Màu xanh. Sai rồi, các bạn ơi. Ok, mình sẽ làm thử lại một lần nữa. Từ từ, mình sẽ chú ý vào màu mắt đầu tiên của em đó. Ok. Màu đỏ nha các bạn, màu đỏ nha. Màu đỏ. Ok, tin tin là đúng rồi các bạn. Yeah. Đó. Ok, là màu tím nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha, màu tím nha các bạn. Từ từ, qua rồi. Màu tím. Tin tin. Chiến thắng rồi. Từ từ, mình sẽ bắt đầu một lần nữa nha. Màu xanh nha. Đúng rồi, mình đã đúng được 3 lần. Sau khi đúng được 3 lần thì chúng ta đã chiến thắng và em nó sẽ hát chúc mừng. Đó, bạn thấy không? Đó, mấy cũng vui mừng lây cho mình luôn. Ok, những chức năng tương tác về biểu cảm hoặc là những trạng thái như là đói, buồn ngủ, giận, em ấy rất là giống với những Hachimo. Nhưng mà đặc biệt có một chức năng mà các em Hachimo không có. Đó chính là mình có thể dạy cho các em Oli này tập bay. Bay. À, thì được lấy ý tưởng từ những em cú mèo còn nhỏ. Ôi trời, lạnh nữa bạn ơi, đợi xíu. Mình sẽ sưởi ấm cho nó, lại không mấy quậy, không cho mình nói nữa. Thì được lấy từ ý tưởng từ những em cú mèo còn nhỏ chưa biết bay. Và khi chúng ta nhận về nuôi thì em ấy sẽ, mình sẽ bắt đầu chăm lo và dạy cho em nó bay bằng cách cho em nó ăn, rồi ru em nó ngủ, cho tình yêu thương cho em nó đầy đủ. Thì chúng ta sẽ bắt đầu dạy cho em nó bay. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu dạy bay cho em cú nha. Ok, let's go. Rồi mình sẽ cầm thẳng em nó, đưa lên đưa xuống như thế này. Đó. Đến khi nào mắt chuyển xong màu cầu vồng nha. Đó. Các bạn thấy màu mắt màu cầu vồng không? Mình sẽ đặt vào cái tổ. Đó, ok. Rồi các bạn sẽ để ý nè. Đó, em thấy phải thấy là cổ em nó bắt đầu dài lên rồi đúng không? Đó, từ từ. Trời, mấy không chịu bay nữa bạn ơi. Có lẽ là ở những lần bay đầu tiên thì em cú Oli chưa bay được đâu, vì mấy còn đang tập bay mà ha. Thì sau vài lần tập vươn cánh thì em nó có thể bay được. Ok, em ấy đang cảm thấy buồn, mình sẽ vuốt ve em nó nha. Rồi bình thường rồi, mình sẽ bắt đầu chơi lại nha. Ok, mình sẽ cầm đứng lên và đưa lên đưa xuống như thế này. Đến khi mà màu mắt chỉ thành màu cầu vồng là em bé chuẩn bị tập bay nha. Đó, đặt vào tổ nè. Đó, khởi động này đó. Ê, cánh cổ bắt đầu dài lên không? Đó. Em bé chắc đang giận gì mình nữa bạn ơi, không chịu bay mà tụi mới lặp lại nha. Mấy đang thấy buồn, bởi em ấy chưa có thể tập bay được. Từ từ mình sẽ làm thử lại lần nữa nha. Ok, chắc có lẽ là do em cú này không đủ pin rồi, nên bây giờ mình sẽ đi xạ em này một xíu nha, rồi mình sẽ bắt đầu thử cho em ấy tập bay nha. Ok, đợi mình xíu. 2000 years later. Ok, mình đã xạ xong em nó đầy pin rồi, bây giờ mình sẽ khởi động lại và tập bay lại lần nữa nha. Xin chào. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tập bay nha. Ừ, thường là xíu em ấy đang lạnh, mình sửa ấm cho em nó rồi. Bay nha. Đưa lên đưa xuống như thế này. Hy vọng là này em ấy sẽ bay được.
Rồi, mắt nó chuyển sang màu cầu vồng, đặt vào tổ. Chờ đợi đi. Hồi hộp quá nè. Wow, cô máy nó bắt đầu dài rồi các bạn ơi, mọc cánh đó rồi. Bay lên, bay lên, bay lên. Wow. Ok, mà một lưu ý nhỏ là chúng ta phải đảm bảo mình sẽ tập bay em nói trong một không gian rộng rãi nha. Đây, và lưu ý nữa là không có tivi hay là những chiếc bình cũng như những vật dụng dễ là vỡ nha. À, một lưu ý nhỏ nữa là khi mà em ấy bay mà bị va chạm một cái và bị đập xuống đất hay là ngã xuống đất gì đó thì cái cổ em ấy sẽ rất là dài ra. Các bạn không nên lấy tay đè đầu em ấy xuống vì như vậy sẽ làm hư những cái khớp ở bên trong em cú này. Chúng ta sẽ đặt em cú này trên bàn và từ từ em ấy sẽ thu người lại như thế này đó. Và theo mình đọc hướng dẫn thì nhà sản xuất lưu ý là nên chọn chơi trong nhà. Đợi một xíu nha, mấy đã đói rồi, mình sẽ cho ăn chứ. Theo mình đọc hướng dẫn trong nhà sản xuất thì lưu ý nên chơi trong nhà vì ở ngoài sân vườn thì hay không gian mà thoáng thì sẽ có gió và có thể có trường hợp em bé sẽ bị bay ra xa đó. Và một cái lưu ý cuối cùng, chúng ta phải sạc đầy pin cho em cú này để chúng ta có thể trải nghiệm đầy đủ hơn, này sạc cho đến khi nào mắt em ấy hoàn toàn đổi sang màu xanh đó. Thì nhưng mà khi mà chúng ta để em cú pin yếu hay là gì đó, thì em ấy sẽ bay rất là thấp và có thể sẽ nhanh ngã hơn đó. Ok, bây giờ mình sẽ thử chơi cho không gian lớn hơn một chút nha các bạn. Ok, let's go. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động em cú này nha. Như mình nói lúc nãy á, khi mình bắt đầu tập bay mình sẽ bắt đầu đưa lên đưa xuống như thế này để cho khi mà mắt em lấy chuyển sang màu cầu vồng và khi tiếng nhạc tinh tinh reo lên thì em ấy sẽ bay lên. Một còn ở phía dưới này mình lưu ý cho các bạn là sẽ có một cái cảm biến, gọi là cảm biến là khi em ấy bay lên mình sẽ đưa tay hướng như thế này để giữ em ấy bay ở độ cao cao hơn và khi mà hạ xuống đất sẽ an toàn hơn nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động lại nha. Em ấy đang lạnh nè. Rồi, đưa vào tổ nha. Thôi hồi bố các bạn ơi. Ồ, rồi, cổ bắt đầu dài lên rồi nè, đó. Mình lưu ý hồi nãy là lúc mà em nói cổ dài lên mình không được lấy tay ấn xuống nha, sẽ bị hư các khớp ở trong này. Các bạn ơi, như là kiểu như là em ấy vừa mới tập bay thì còn hơi sợ bay chưa được đúng không các bạn? Mình thử lại một lần nữa nha. Hồi nãy mình có vô tình chạm tay vào cái cánh kiểu như là cánh của em cú này thì các bạn đừng lo lắng nha, nó sẽ là không là đâu. Mình khi mà mình tưởng cái cánh này nó quay nhanh á, mình sẽ tưởng tượng là khi mình đụng chạm vô cánh thì sẽ rất là đau, nhưng mà không đau nha các bạn. Khi mình đụng chạm vô tay mình á thì nó sẽ tự động ngắt và ngã xuống rồi đó. Nhưng mà anh nói lúc nãy á thì cái em này rất là bền và nhẹ nên là sẽ không, khi mà ngã sẽ không bị hư hay là gì đâu nha. Chơi thử lại lần nữa để tập cho mấy bay nhiều lần để em thấy có thể quen. Em ấy đang nói là buồn nha, mình sẽ bắt đầu dỗ cho em ấy. Ok, mình sẽ tự tập lại một lần nữa nha để em ấy có thể thành thạo và bay bay cao hơn một tí nha. Em ấy đang lạnh một xíu. Sẵn sàng bay thôi nào.
cố lên, rồi ok, mình sẽ đưa tay theo dưới này. Em ấy bay ra khỏi ngoài khung rồi các bạn. Ok, em ấy kiểu bay chưa được tốt lắm vì mới rồi các bạn. Thì bây giờ mình đang sẽ suy nghĩ là mình sẽ dọn cái bàn này để cho một không gian nó kiểu rộng hơn để mà em ấy bay có thể dễ dàng hơn nha. Ok, đợi mình một xíu nha. Ok, mình đã dọn xong cái bàn này rồi. Bây giờ mà mình sẽ bắt đầu bay em ấy ở một không gian rộng hơn nha. Và một cái lưu ý nhỏ nhỏ đó là cái tủ khi mà mình để trên tay này phải giữ cho nó luôn thẳng đứng. Nhưng mà khi bạn lọt hay là dài đời nghiêng này sẽ không bay được. Ok, giờ mình sẽ thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động nha. Rồi, đặt vào tủ thôi. Như mình để cái tổ hơi nghiêng nên mấy không dám bay nữa các bạn ơi. Hay là nhiều khi là chết em ấy mới tập bay nên là khi ở một cái độ cao vậy em ấy không thể nào bay được. Mình sẽ thử lại lần nữa nha. Ok, rồi cổ máy bắt đầu dài lên rồi các bạn. Xong rồi em ấy kiểu mới là mới tập bay nè, bay còn hơi thấp đó các bạn. Thì mình sẽ thử lại thêm một lần nữa. Mình sẽ không lấy tay kiểu hứng dưới này để cho em ấy tự bay để mình xem thử cái em ấy sẽ bay như thế nào nha. Ok. Em ấy không chịu bay các bạn, mình sẽ lửa lại lần nữa. Ok, thì có lẽ là mình đang có suy nghĩ là do là em ấy ở cầm ở trên tay mình nó có một cái độ nghiêng nào đó nên em ấy không thể bay được, không dám bay được. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bục cao để cố định cái tổ ở dưới. Rồi, mình sẽ bắt đầu tập thử em ấy bay nha. Chỉ chờ xem thấy có bay được hay không. Hình như là em ấy đã bị hết pin rồi các bạn. Do hồi nãy giờ mình thử quá nhiều lần với em này rồi. Thì cỡ 6 lần với em này rồi. Thì mình nghĩ là ở cỡ em ấy sẽ tập bay được trong 6 lần thì sẽ hết pin. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sạc pin. Và mình có một cái suy nghĩ táo bạo là mình sẽ khi mà sạc pin đầy em này, mình sẽ đem ra ngoài ở một không gian rộng lớn luôn. Có gió này, có những cái ảnh hưởng bên ngoài để xem em ấy có bay được hay không nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi sạc pin thôi. Và hẹn lại bà ở lát nữa nha, một xíu nữa nha. Ok, bây giờ hiện tại mình đang ở một cái không gian rộng lớn có nhiều yếu tố bên ngoài như là gió rồi các kiểu. Thì bây giờ mình sẽ thử cho em này bay ở một cái không gian như thế này cho các bạn xem nha. Đây là một thử thách là mình kiểu mình làm trái ngược theo ý của nhà sản xuất luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động em này lên rồi cho em nó bay nha, tập bay cho em nó nha. Như hôm nay là trời hơi gió rồi các bạn ơi, mình không biết là em này có thể bay được hay không nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động lên trước. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Cần phải giữ cho cái tủ nó phải thẳng đứng. Đó, em đã bắt đầu cổ sẽ dài lên nè các bạn. Không biết là gió có ảnh hưởng gì tới em nó không nữa. Là em ấy kiểu sẽ không có thể bay được, phải giữ cái độ cao hoài được các bạn. Em ấy vừa bay là sẽ ngã xuống liền. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa nha.
bây giờ thì mình sẽ không lấy tay để hứng cho em nó để thử em ấy có thể bay như thế nào nha các bạn. Em ấy vẫn không sao, nhưng mình cảm nhận được khi mà có gió mạnh quá thì em ấy sẽ kiểu như là bị ngã theo cái chiều gió này, sẽ rất là nhanh ngã đó các bạn. Ok các bạn ơi, nãy trong lúc mình cho em này bay tập bay thì em này va trúng nước đó các bạn, nên là bị dơ rồi. Bây giờ mình chắc là mình có lẽ mình sẽ quay trở lại studio và tắm cho em nó thôi, bởi vì em ấy bây giờ quá là dơ rồi. Ok, let's go. Follow me. Ok, nãy giờ mình đã cho thử em Oli bay ở nhiều môi trường khác nhau rồi để thử nghiệm cho các bạn xem. Thì nếu bạn thích video này của mình thì hãy cho mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau. Bye bye.